Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Căn nhà mà sắp tới em Ánh quay gửi tới quý khách hàng có vị trí là tổ 9, phường Mậu Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái diện tích căn nhà như sau, diện tích là 35m², hướng nhà là hướng Đông Nam. Cái giá chào bán là 2 tỷ 660 triệu đồng. Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Vừa rồi là một video ngắn quay về đường ngõ mà vị trí căn nhà mà sắp tới em Ánh quay gửi tới quý khách hàng có vị trí là tổ 9, Mậu Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái diện tích căn nhà như sau, diện tích là 35m², hướng nhà là hướng Đông Nam và mặt tiền của ngôi nhà là 3m55 mọi người nhé. Với cái giá chào bán là 2 tỷ 660 triệu đồng. Ngõ trước nhà thì là 2,5m cách với lại cái trục đường mà ô tô đi lại được. Cách cái trục đường chính Mậu Lương nó rơi vào khoảng tầm 200m mọi người nhá. Sau đây xin mời mọi người hướng vào phía căn nhà cụ thể cùng em. Em đang đứng ở phía mặt tiền của cái ngôi nhà này. Thì như mọi người quan sát là cái căn nhà này đã được hoàn thiện xong, gần như là xong rồi. Và mặt tiền của ngôi nhà thì là được ốp gạch 60-60 màu trắng. Cửa chính của ngôi nhà thì nó được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là sắt sơn tĩnh điện và phía cửa bên trong là cửa nhôm Việt Pháp mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thì được chủ đầu tư thiết kế là cái phần bên ngoài em Ánh đang đứng là phần để xe của ngôi nhà. Ngôi nhà thì được hoàn thiện lên tới 95% rồi. Còn một chút về phần dọn dẹp nữa thôi là hoàn thiện xong hết mọi người nhé. Về phần hệ thống đèn LED chiếu sáng cũng như là phần sơn, phần gạch ốp lát đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái căn nhà này thì thực ra để mà nói chỉ cần dọn dẹp thôi, còn chủ nhà có thể là dọn đồ về ở ngay được mọi người ạ. Mời mọi người hướng theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà nhé. Đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà mọi người ạ. Nhà này thì là mặt tiền là 3m55 và mặt hậu là 3m62, có nở hậu một chút mọi người nhá. Về phong thủy thì những cái ngôi nhà mà nở hậu thì rất là có lộc đấy ạ.
Và hướng mọi người vào phía cái căn phòng bếp đây thì tủ gỗ là được thiết kế là tủ gỗ lim rất là chắc chắn. Về phần vòi chậu cũng như là mặt bếp và những cái phụ kiện bếp thì đi kèm thì cũng đã được thiết kế xong xuôi rồi, được lắp đặt xong hết rồi mọi người ạ. Đây này, với cái căn nhà này thì đúng là chỉ dọn dẹp sơ qua một chút và dọn đồ về ở thôi. Phần xung quanh bếp thì là được ốp kính minh long màu xanh lá, màu xanh nõn rất là đẹp luôn. Với cái màu xanh này thì là với cái kính cường lực này thì là sẽ giúp cho những cái bà nội trợ làm sao để dọn dẹp sạch sẽ nhất và dễ lau chùi nhất mọi người ạ. Cái đây chính là phần phòng bếp đây, khá là rộng, còn một chút đồ ngổn ngang của chủ đầu tư chưa dọn đi thôi, nhưng mà cái căn với cái diện tích căn phòng bếp này, khu vực này có thể kê bàn ghế ăn cũng như là phần nấu bếp đứng ở đây thì cũng rất là hợp lý. Tầng 1 của ngôi nhà thì là được thiết kế gồm một nhà vệ sinh nữa mọi người nhé. Đây chính là phòng vệ sinh của ngôi nhà đây, đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi, đầy đủ về bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và có một cái máy bơm tổng lên trên toàn bộ hệ thống 4 tầng của ngôi nhà. Đấy, mọi người có thể quan sát từ phía trong căn phòng bếp mà ra tới căn phòng phía mặt ngoài này rất là rộng. Với cái căn nhà này thì chủ đầu tư thiết kế tầng phòng khách ở trên tầng 2 mọi người ạ. Thiết kế theo cái phong cách hiện đại, gác lửng ở trên tầng 2 rất là thoáng, cách biệt phòng khách và phòng bếp ở dưới. Không như một số nhà mà em quay gửi tới với mọi người thì là có căn phòng bếp bên trong và căn phòng khách bên ngoài. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang được làm bằng là chất liệu gỗ lim mọi người nhé. Đây, mặt bậc cổ bậc là được lát đá xanh. Mời mọi người hướng theo em lên phía tầng 2. Tầng 2 đây mọi người ạ. Bước lên trên phía cầu thang là phần gác lửng, là cái căn phòng khách cho ngôi nhà rất là hiện đại, rất là đẹp. Với cái mặt... với cái trần rất là cao mọi người ạ, ở trên phía phòng khách này này, trần nhà được thiết kế rất là cao và đồng thời cũng được chủ đầu tư thiết kế hệ thống đèn led âm trần cũng như là trần thạch cao giật cấp rất là đẹp, chỉn chu. Màu sơn ở trên cái tầng 2 này thì toàn bộ là thiết kế màu trắng. Cửa sổ thì hướng ra phía bên ngoài đây mọi người ơi, mọi người có thể quan sát rất là rộng, rất là thoáng. Được thiết kế cũng gồm hai lớp cửa, lớp ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa nhôm, và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Gạch ốp lát của ngôi nhà này thì là kích thước gạch 60-60 mọi người nhé. Vân đá màu vàng rất là sáng, nổi bật cho cái căn nhà. Mời mọi người hướng theo em lên trên phía căn phòng ngủ ở tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà này thì hướng đông nam cũng rất là mát mọi người nhé. Đây chính là phía căn phòng ngủ ấy mọi người ạ. Căn phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài đây thì là mọi người cũng có thể quan sát giùm em hoàn thiện về cái phần cơ bản là cái phần điện cũng như là phần sơn, phần gạch ốp lát đều xong hết rồi. Với cái căn nhà này thì rất là gần những trường mầm non, trường tiểu học mọi người ạ. Rất là gần với lại chợ dân sinh, gần ủy ban phường. Nói chung là nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính tầm 800 mét đổ lại thôi mọi người nhé. Rất là tiện với cái ngôi nhà này thì nó là nằm ở vị trí phường Mậu Lương với mọi người. Rất là tiện với việc đi ra khu đô thị Sa La cũng như là đi ra viện 103 và rất là gần với lại viện Ca Tân Triều, rất là gần với lại những cái khu vực trung tâm của quận Hà Đông mọi người nhé. Cửa thông phòng của toàn bộ ngôi nhà đây mọi người này được thiết kế là cửa gỗ lim rất là chắc chắn, an toàn. Cái phần sơn của cái màu sơn của cái phòng ngủ này thì có phần hơi khác biệt so với phần phòng khách mọi người nha. Màu sơn thì cảm giác vào cái phòng ngủ nó rất là ấm, nó ấm hơn là so với để màu trắng đúng không mọi người. Phần mọi người có thể nhìn hộ em đây này, chủ đầu tư để sẵn ống chờ, dây chờ cũng như là áp chờ điều hòa rồi. Mọi người chỉ mua điều hòa về và lắp thôi. Mời mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà xem là cái phần tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế như thế nào nhá. Phần tầng 2 của ngôi nhà thì có một nhà vệ sinh mọi người ạ. Có một nhà vệ sinh để sử dụng cho tầng 2, đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm, vòi chậu, gương, lavabo. Mà mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với thiết kế tầng 3 thì
thì rất là đơn giản, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. 2 phòng ngủ mọi người ạ. Như vậy thì lên trên tới tầng 3 là có 3 phòng ngủ rồi. Đây chính là phòng ngủ tầng 3 đây. Mỗi cái căn phòng ngủ này diện tích rơi vào khoảng tầm 12-13 mét vuông mọi người nhé. Đó, phòng ngủ nào cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong cái căn phòng này, rất là thoáng. Đây, cửa thông phòng đây. Mời mọi người hướng theo em sang phía căn phòng ngủ thứ 3. Cũng giống và tương tự như là tầng 2 đâu mọi người ạ. Cái giá bán của cái căn nhà này ở vị trí phường Mậu Lương thì cũng rất là hợp lý, chỉ 2 tỷ 660 triệu. Sổ đỏ thì đã đầy đủ hết rồi và chủ đầu tư bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình. Mọi người nhá, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Về cái căn nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người ạ. Đây, cửa thông phòng của toàn bộ cái các căn phòng ngủ đều là cửa gỗ lim. Nhà vệ sinh tầng 3 đây cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, đáp ứng đầy đủ mọi công năng sử dụng về phòng tắm cho các tầng sinh hoạt. Mời mọi người hướng theo em lên trên phía tầng cuối cùng của căn nhà, đó là tầng 4 mọi người ạ. Thì tầng 4 này được thiết kế là gồm một phòng thờ và một sân phơi. Mời mọi người hướng theo em vào phía phòng thờ của ngôi nhà. Với phần thiết kế này thì phòng thờ rất là rộng luôn, rất là rộng. Thực ra thì mọi người, đây là tùy cái công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình thôi. Trên này có thể làm phòng thờ, có thể làm phòng thêm là một mình phòng ngủ được mọi người ạ. Đây, và tất cả các phòng thì đều có cửa sổ, thiết kế hai lớp rất là an toàn. Và mời mọi người hướng ra phía sân phơi của ngôi nhà cùng em. Giáp vừa với cái phía cầu thang này thì mọi người có thể nhìn thấy hệ thống giếng trời ở trên phía trần của ngôi nhà để lấy toàn bộ cái ánh sáng cho khu vực cầu thang mọi người ạ, rất là thoáng. Và cái giếng trời này thì cũng được lắp đặt là hai lớp. Lớp ở bên trên là lớp cửa kính cường lực và bên dưới nó là một lớp khung sắt, rất là an toàn, đảm bảo cái an toàn an ninh cho ngôi nhà mọi người nhé. Và đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà đây mọi người ạ. Đây, hệ thống để máy giặt ở đây này. Và thoát sàn ở đây, thoát nước ở đây mọi người nhé. Mọi người có thể nhìn xung quanh giúp em về cái vị trí của ngôi nhà này. Xung quanh thì rất là đông dân cư đông đúc này, nhiều cây xanh. Cũng như là cái vị trí của ngôi nhà thì khá là tiện lợi để đi ra các những cái vị trí trung tâm quận Hà Đông mọi người ạ. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi tới ra khu đô thị Sala thì nó rất là gần, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 500m thôi, 500-700m thôi mọi người ạ, rất là gần. Cách viện 103 cũng như là viện ca Tân Triều khoảng tầm 1,5 cây thôi mọi người ạ. Khá là hợp lý với cái giá bán là 2 tỷ 660 triệu. Mọi người nếu như mà muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà cũng như là muốn đặt lịch đi xem cái căn nhà này thì có thể vui lòng liên hệ cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật những cái video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.